cái cách thức để chúng ta quản lý cái sự phức tạp nhé của phần mềm đó, đơn giản như vậy nè. Nhưng mà để mà quản lý số tám này thì chúng ta phải làm cái gì đấy, thì đó là cái mục tiêu của chúng ta, tại sao chúng ta cần cần làm cần cái công nghệ phần mềm đó, là bởi đó là chúng ta phải tìm cái cách, tìm cái phương pháp, tìm cái mô hình để chúng ta quản lý cho được sự phức tạp của phần mềm. Sự phức tạp của nó là xuất phát rất nhiều các cái giai đoạn, ví dụ bài toán là phức tạp, chức năng là yêu cầu nhiều và đa dạng, rồi sau đó tôi thiết kế cái bài toán nó phức tạp bởi vì nó cần những cái kỹ thuật đặc biệt để giải quyết cái bài toán đó, ví dụ như thế. Rồi sau đó ta ta ngồi ta, ta phân công để lập trình này, ta quản lý dự án này, ta quản lý cái rủi ro này, vân vân, tất cả mọi cái đó đều thuộc về cái quản lý sự phức tạp của quá trình sản xuất ra phần mềm đó. Như vậy đầu tiên trong này tôi giới thiệu một số cái đây ấy. Ví dụ như là software engineering là cái gì, model là gì, software requirement là cái gì, software design implementation là gì, vân 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 vân. Đó là cái nội dung của một cái bài học rồi ấy. Ngay ngay bữa đầu tôi giới thiệu rồi, thì chúng ta đi vào đầu tiên là trả lời cho tôi cái câu hỏi phần mềm là cái gì. Một phút suy nghĩ tôi gọi, nhìn vào cái hình mà tôi vẽ đó, rồi sau đó bắt đầu suy nghĩ đi, suy nghĩ một phút, tư duy thôi, đừng có phải, đừng có vượt quá suy nghĩ quá phức tạp nhá. Một phút bắt đầu. Hết một phút, ai gọi kia? Sao là 84 người này, có một số người dùng hai thiết bị hả? Bùi Quang Tuấn, hai thiết bị. Ok, Long, xin mời. Em thấy em nghĩ thì phần mềm đó là nó là một tập hợp các tài liệu dữ liệu mà chúng ta cho máy tính vào máy tính để Dữ liệu. Cái gì nữa? hướng các dữ liệu tổng các dữ liệu các cách thức phương thức để cho vào máy tính thì nó sẽ giúp cho máy tính có thể khả năng hiểu và thực hiện được. Từ cái hình diễn ra thế. Ok. Thank you. Một cái kia. Hạ tay xuống đi Long ơi. Tiếp theo. Bạn nào? Rồi, gì đó bạn tôi lỡ tôi thấy nghe Đàm Mạnh Cường. Đàm Mạnh Cường hả? Thấy Cường. Cường. Rồi, Cường, trả lời thầy nghe. Theo em nghĩ thì đây là những file dữ liệu hoặc là những file hướng dẫn để Khoan tìm thực hiện tiếng Việt. nhiệm vụ hoặc là chức năng trên trên máy tính. Dừng. Ok. Hạ tay xuống Cường ơi. Thank you. Chữ Đức Anh. Thế thầy là em nghĩ là phần mềm là một chuỗi các tập lệnh mà giúp con người thực hiện các công việc dễ dàng hơn ạ. Con người đúng không, thực hiện rồi, nhưng mà con người đi sử dụng máy tính nhé, có sử dụng máy tính không? Có thì phần mềm giúp Ok con người thực hiện được. rồi, ok bây giờ tôi hỏi tiếp nha, cảm ơn ba bạn. Bây giờ cái đơn vị nhỏ nhất khi chúng ta lập trình ra là cái gì, đơn vị nhỏ nhất là cái gì? Hai Vũ hay là Vũ Hải? Các bit dữ liệu là các Cái bit gì? dữ liệu ạ. Các bit dữ liệu không? Đơn vị nhỏ nhất khi cả cái gì lập trình ra? Bit dữ liệu là mang để thông tin rồi, để lưu trữ thông tin rồi. Công Em thành. thề là các dòng lệnh ạ. Các dòng lệnh. Các dòng lệnh đó phải là đơn vị nhỏ nhất. Công lệnh.
tập hợp dữ liệu này chính là cái gì? Một cái đơn vị nghĩa là một cái chúng ta có được, đúng không? Một dòng lệnh nó không phải là một cái đơn vị nhỏ nhất, thì là chẳng có là một thành phần thôi để tạo ra cái đơn vị. Cụ hàm ấy thôi. Hàm. Chưa phải. Cụ thể hơn thì to hơn thì đi. Hoàng Ngân. Thưa thầy là chương trình phần mềm, chương trình máy tính ạ. Chương trình máy tính, đúng rồi. Cảm ơn Ngân. Chương trình máy tính. Được chưa? Cái này là đơn vị nhỏ nhất. Còn để viết ra cái đơn vị nhỏ nhất này là tôi sẽ viết cả cái dòng lệnh với việc hàm để đô các kiểu. Thì nó là đây này. Ok chưa? Như vậy cái chương trình máy tính nó khác gì với cái software mà tôi nói ở đây không? Vì sao nó không gọi là chương trình máy tính mà gọi là software? Nhìn chung á? Đấy. Đó, như vậy thì để cái software đó thì những cái định nghĩa như sau thì các bạn đều hợp lý rồi. Ví dụ software thì phải có dữ liệu, đúng không? Phải có phương thức làm sao để cho nó điều khiển cái máy tính cộng đồng. Ok, hợp lý, không có vấn đề gì hết. Đó. Nhưng mà chương trình nó thế. Chương trình máy tính nó thế chứ khác gì? Đúng không? Chương trình máy tính nó còn sinh ra dữ liệu, nó còn tạo ra dữ liệu, nó còn làm cho máy tính. Như vậy vì sao nó không gọi là cái máy tính mà gọi là software? Ở đây có một bạn này còn lưu ra cái tập lệnh, chẳng qua là nó phân của chương trình nhé, ứng dụng cái này, đúng không? Như vậy cái software nó khác ở chương trình máy tính là cái cụm từ gì đó, là chương trình máy tính và một tập các tài liệu liên quan. Họ nghĩ một cách rất là đơn giản nhé. Chương trình máy tính là gì? Đó là các cái dòng lệnh đi kèm với thêm dữ liệu để nó điều khiển máy tính hoạt động. Còn cái chương trình đó nó điều khiển máy tính hoạt động như thế nào, nó kết hợp các chương trình khác ra làm sao, và nó người ta sử dụng nó thế nào, người ta bảo trì nó ra sao, người ta quản lý nó thế nào, hiểu không? Người ta phát triển, người ta kiểm thử vân vân, thì cái đó người ta thuộc về cái gì? Gọi là các tài liệu liên quan, hiểu không? Như vậy software là gồm hai thành phần đấy nhá. Thứ nhất, cái mà cái anh chị phải làm ra đó là sản phẩm của cái kết quả là một chương trình máy tính, hoặc là một hoặc tập hợp, một tập hợp của cả chương trình máy tính, làm sao để cho nó máy tính hoạt động. Nhưng mà để làm được cái sản phẩm này á thì cả anh chị phải có một tập cả cái tài liệu nhé. Tài liệu gồm nhiều lắm, phân tích là cũng tài liệu, thiết kế cũng tài liệu, cài đặt, bảo trì, kiểm thử, đúng không? Rồi sau đó hướng dẫn sử dụng, đúng không? Hướng dẫn quản trị, vâng 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 vâng. Đó, như vậy là tổng hợp hai thứ lực. Như vậy để mà làm ra được sản phẩm phần mềm này, cả anh chị phải có tài liệu. Đó, như vậy thì cái mục tiêu, đấy là cái mục tiêu mà của phần mềm phải tạo ra, đó là cái sản phẩm thực thi được. Nhưng mà để mà cái đèn đây thực thi được mà thì chúng ta cần như này. Thì cái ngành công nghệ phần mềm của chúng ta là chính là cái việc này. Mục tiêu của ông đạt cái này, nhưng mà cung cấp cho ta một tập cả cái này để chúng ta làm phần mềm. Ok. Như vậy chúng ta có thứ nhất là computer program. Chúng ta phải nói rõ là computer program, không thì lộn quá cái program của những cái loại hình khác. Ví dụ như chương trình buổi lễ cũng là program, đúng không? Chúng ta có software. Chúng ta có cái gì nữa? Sau này hay nghe gọi tên ấy. Còn tên gọi khác không? Application. Đúng không? Sau này gọi tắt là gì? App. Nào là web app, đúng không? Nào là mobile app, đúng không? Nào ví dụ như thế. Rồi. Chúng ta phân biệt được thế nào là computer program, thế nào là software rồi, đúng không? Thế cái này khác cái này gì? Cái nào khác nhau gì? Đó, cái trên là tôi giải thích được rồi nha, chúng ta cũng giải thích rồi nha, còn cái dưới. Đây, nó khác nhau gì?
Khi ta nói software thì software nó phân thành bao nhiêu loại nhỉ? Software cũng phân thành bao nhiêu loại? Có hai loại. Hà My. Em nghĩ là ba loại ạ, là phần mềm, ba loại phần mềm ứng dụng hay gọi là application ạ, và phần mềm hệ thống ạ, một phần mềm nữa là phần mềm gây hại cho máy tính ạ. Phần mềm gây hại cho máy tính, ok, cái này hay thế này, gây hại, ok, cảm ơn My. Cái này là gọi là cái này đúng không? Phần mềm hệ thống là gì? Cho ví dụ một bạn khác. Như hệ điều hành. Như là hệ điều hành. Đó, hệ điều hành. Gọi là phần mềm hệ thống. Gì nữa? Phần mềm gây hại là phần mềm gì? My ơi! Tức là những cái phần mềm mà khiến cho máy tính nhiễm virus đấy ạ. Thì nó là phần mềm hệ thống hay là phần mềm? Nó là phần mềm không phải ứng dụng, không có ứng dụng, cũng không phải hệ thống. Cái đó nghe sau này người ta gọi là malware đúng không? Em không... Malware, nó cũng là phần mềm hệ thống đó cả em ạ. Phần mềm hệ thống là phần mềm mà đối tượng sử dụng của nó và đối tượng nó hoạt động là bên trong hệ thống. Đúng không? Như vậy làm sao để phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Công Thành, em thầy em nghĩ là dựa vào cái phạm vi mà nó hoạt động, những cái phần mềm mà nó hoạt động dưới hệ thống. Không phụ thuộc vào phạm vi. Cương, em thầy thì theo Cương cái này nhúng là nó chỉ nằm trong bộ chỉ đọc được điều khiển các sản phẩm. Đúng rồi, lúc này có nhúng rồi hả? Nhúng, nhúng là phần mềm hệ thống. Đã nói là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Bạn khác. Ba khác, phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống là nó khác nhau phần mềm ứng dụng như thế nào? My gọi cho câu trả lời tiếp theo không My? Thầy có thể hỏi lại được không ạ? Tức là cái phần mềm hệ thống nó khác về phần mềm ứng dụng như thế nào? Vì sao mà em lại xếp loại như thế? Phần mềm hệ thống em nghĩ là nó sẽ liên quan đến phần cứng của máy tính ạ. Có phần mềm ứng dụng hoặc không ạ? Phần mềm ứng dụng thì sẽ thực hiện các chức năng em không thể giải thích kỹ hơn ạ. Ok. Tuấn Anh. Em thầy là phần mềm hệ thống để quản lý các cái phần mềm ứng dụng ạ. Chưa chuẩn lắm. Hữu Long. Em thầy thì phần mềm hệ thống là phần mềm mà tạo môi trường để cho thực thi các phần mềm ứng dụng. Có ý đúng. Tuấn Cương, Tuấn Cương á. Thật Tuấn Cương. Em thầy em nghĩ là phần mềm hệ thống là dùng để vận hành máy tính. Còn phần mềm ứng dụng chỉ là các phần mềm tiện ích. Ok, cũng có ý đấy, nhưng mà mình sẽ đến đây này. Cái phần mềm ứng dụng thì cái đối tượng sử dụng của nó và đối tượng phục vụ của nó là gì? Là ai? Là người dùng. Người dùng. Người sử dụng đầu cuối, nhớ chưa? Đúng không? Trong khi phần mềm hệ thống thì cái đối tượng sử dụng của nó là ai? Là nó mục đích của nó nhá, là dùng để nó vận hành các cái thiết bị, các cái bộ phận bên trong máy tính với nhau để làm việc với nhau, đúng không? Nghĩa là nó không có cái đối tượng sử dụng là người dùng, nhưng mà nó là làm nền tảng của cái phần mềm ứng dụng hoạt động lên trên, hiểu không? Ví dụ cái phần mềm cái hai này như vậy, thì với người cái hai này nó là đáng xem. Ví dụ có người muốn sử dụng cái này để mà can thiệp vào hệ thống máy tính để mà lấy được cấp dữ liệu, đúng không? Tức là nó cũng là phần mềm ứng dụng. Đúng không? Nhưng mà mục đích của nó gây hại cho người ta không xếp vào ứng dụng thì có tính chất là nó tốt đẹp. Còn malware là những cái phần mềm nó có tính chất là có mục đích xấu. Xấu thì lúc đó người ta mới
nhưng mà nó cao trên bề rộng. Như vậy malware cũng là một phần mềm hệ thống, nhưng mà cái mục tiêu của nó thì người sử dụng nó có tính chất tục đẹp gì cả. Thì đại loại là chúng ta có hai cái nhỏ phần mềm như thế, nhớ nhá. Như vậy thì chúng ta có những cái khái niệm cơ bản như thế. Nhưng khi nhắc đến cái gọi là cái việc mà chúng ta làm ở đấy á, ngoài một là chúng ta cơ bản nhất là chúng ta làm ra cả program, tức là cả chương trình là tính. Thứ hai thì chúng ta mục tiêu chúng ta từ software, mà software chúng ta nói đấy là chủ yếu là application, là phần mềm ứng dụng. Ok chưa? Đây, cái này ta tập trung vào đây. Còn sau này cả anh chị làm chọn đề tài mà làm cái software, tức là cái system software cũng được, sao hết á, đúng không? Thì nó lại là lúc này nó có một lớp user nào khác, đúng không? System software là một hệ phần mềm hệ thống, mà trong đó ngoài cái hệ điều hành là cái hệ là phần loại phần mềm rất đặc biệt, là nó điều hành cả thành phần bên trên, nó trong mình tính với nhau thì nó kết nối các cái phần cứng để nó hoạt động và trên đó chúng ta sử dụng. Có phần mềm hệ thống là phần mềm cũng có thể là người sử dụng, nhưng mà người dùng nó cũng không đại tra, mà người sử dụng này là người dùng có tính chất đặc thù như admin chẳng hạn, để nó dùng để can thiệp vào hệ thống để nó làm. Ví dụ phần mềm để chia cái không gian địa chẳng hạn, ví dụ như thế nhá, nó là phần mềm hệ thống can thiệp vào. Còn phần mềm ứng dụng là cả phần mềm mà mục đích của người dùng là để sinh ra những cái giá trị gia tăng, đúng không, cho chúng ta đấy. Thì lưu ý như thế để chúng ta phân biệt cho nó rõ ràng. Cũng như thế thì cái sản phẩm của phần mềm của chúng ta thì cũng có thể là được phát triển, gọi software product tức là các sản phẩm phần mềm thì có thể là phát triển cho một cái nhóm, một người dùng cụ thể gọi là bespoke, hay là cho một thị trường chung thì gọi là generic. Đó, thì cả những khái niệm như thế thì đã nhìn nhờ cho. Ok, rồi software engineering là cái gì? À, như trên bảng đó, như trên bảng thì chúng ta có các định nghĩa. Software engineering tức là kỹ nghệ phần mềm hay là công nghệ phần mềm, đúng không? Mục đích làm gì? Đó là một tập hợp, là một tập các quy định kỹ thuật, quy tắc kỹ thuật nhé, quy tắc kỹ thuật. Nó liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc sản xuất ra phần mềm. Thấy chưa? Đó. Liên quan đến tất cả các khía cạnh sản xuất ra phần mềm. Lưu ý như thế. Như vậy, những cái vấn đề liên quan như vậy, tức gọi là thế nào là quy tắc kỹ thuật. Quy tắc kỹ thuật nghĩa là nó quy ra quy chuẩn này, quy ra phương pháp này, quy ra quy trình này. Để làm phần mềm thì ta phải làm cái gì, nó có bao nhiêu, trong khi cần làm phần mềm thì có bao nhiêu vấn đề, và mỗi vấn đề muốn làm thì có quy tắc nào, cách thức làm nào và công cụ gì. Đấy, do đó chúng ta có cùng những cái định nghĩa về thứ nhất là software engineering là vậy nhé. Software engineering định nghĩa thứ hai, vậy thì cái người mà thực hiện, giống như cả anh chị học cái chuyên ngành của cả anh chị đó là chuyên ngành công nghệ phần mềm, thì cả anh chị ra trường, cả anh chị sẽ làm cái gọi là gì, cả anh chị sẽ trở thành kỹ sư phần mềm. Và khi mà cả anh chị trở thành kỹ sư phần mềm thì cả anh chị sẽ là gì, sẽ là ai và sẽ làm gì? Tối thiểu là tôi phải định nghĩa cả anh chị như sau nhá. Một là cả anh chị sẽ phải sử dụng một cái cách tiếp cận, thứ nhất là có hệ thống, thứ hai là có tổ chức vào cái công việc của chúng ta. Mà công việc của anh chị là công việc làm phần mềm. Đó, như vậy chúng ta sẽ phải có cách thức tiếp cận rất có tổ chức, rất có hệ thống, chứ không phải ưa gì làm này, không tự do tự tại được. Thứ hai, mà mỗi tổ chức hệ thống đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái công cụ cũng như các kỹ thuật. Mà tất cả những cái này là cả anh chị tích lũy trong quá trình học tập nhé, cả công cụ như cả kỹ thuật để làm cái việc công việc của anh chị. Và công việc kể cả công cụ nào, kỹ thuật nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào cả yếu tố sau đây. Thứ nhất, cái vấn đề mà cả anh chị đi giải quyết, cái hệ thống cả anh chị muốn đi giải quyết, hay là cái đi cái phần mềm cả anh chị muốn đi xây dựng là cái gì, nó ra làm sao, thì cả anh chị áp dụng công cụ hay là kỹ thuật
Cái thứ hai, cái phần mềm đó thì rồi xác định rồi, kể cả những cái ràng buộc liên quan đến quá trình xây dựng phần mềm là cái gì, có không, mà nếu có nó là cái gì, thì để xác định các kỹ thuật cho phù hợp, xác định các cái tool cho phù hợp. Cái thứ ba, resource tức là tài nguyên, cái gì có là cái gì, cái gì có tài nguyên gì để làm, cái gì có bao nhiêu người, cái gì có bao nhiêu tiền, cái gì có bao nhiêu công cụ, cái gì là mua để cái gì sử dụng. Ok, do đó rất nhiều người bảo rằng là cuộc đời bây giờ ai nói cho cả anh chị biết rằng là những ai học công nghệ phần mềm đã khi ra trường cả anh chị sẽ làm nghề gì, nói tôi nghe ba ý kiến. Học cái này ra trường là làm gì, một cách nghiêm túc nha. Ví dụ nha, đây anh có cái pâu nhỉ, tôi cho cái pâu một phạt để anh chị dùng để tôi xem nào. Để anh có. Rồi, ví dụ như những cái như sau ấy, tôi gọi tôi biết là ví dụ như. Một. Cái này là gì? Coder. Hai, programmer. Ba, developer. Đúng không? Đấy. Ai chọn cái số 1 trong đây tôi xem. Ai chọn cái số 1 trong đây xem nào. Hà My, Văn Đông. Hai người thôi. Ai chọn cái thứ hai? Rồi tôi lấy màu ấy. Ok, ai chọn cái thứ ba? Úi dồi ôi, thank you. Rồi, chuẩn, được rồi đấy. Như thế là tôi cảm thấy ứng ý rồi đấy. Còn cái nữa, có ai có cái ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác không? Ngoài ba cái này thì còn cái gì nữa? Ừ? Thân thái. Em thưa thầy là làm nhiều năm thì có thích kinh nghiệm và lên master ạ, tự lập công ty riêng ạ. Ok, tôi nói nghe, và master là để đi học thôi. Đây này, cái mà tôi vừa nói lúc này đấy này, này. Cái anh chị ra trường là cái anh chị làm cái này này, đấy chứ, engineer. Mà cái engineer nó cao cấp lắm, cái anh chị là đừng có bao giờ mơ ước để làm điều này. Đừng bao giờ mơ ước để làm điều này. Tạm chấp nhận được nếu cả gì ra trời đưa ra đời ra khỏi 4 năm rưỡi học làm cái này, nhưng định hướng tương lai nó phải là cái này, nhớ chưa, cả anh chị phải làm cái đó cho tôi. Còn nếu ai đó mà cẩn thận phát biểu lại, đôi khi cả anh chị cũng rõ thôi, tôi nhắc là coder là gì, đó thì việc ngôn nhập cốt hiểu không. Programmer thì có vẻ nó nghe trí tuệ hơn một chút, tức là có lập trình, tức là có suy luận, có tư duy. Developer là người nhà phát triển. Người nhà phát triển thì nó nằm ở cái đoạn là đâu, từ thiết kế đến cái cài đặt thôi, đúng không? Còn engineer là một cái quá trình, cái gì là người mà sẽ được đào tạo để quản xưởng cả một cái giai đoạn là phần mềm từ bắt đầu cho đến kết thúc, và cái gì được đào tạo đầy đủ kiến thức, kỹ năng và lấy cả thái độ của anh đi học, đúng không? Đấy, thì lưu ý cho tôi này. Ừ. Con đường hay ho và đẹp đẽ trải rất nhiều đinh trước mắt, đó là engineer. Muốn cho có việc nhẹ nhàng, cứ làm coder, nhưng mà tiền cao đâu, lương cao đâu, không? Đấy, làm developer thì có thể trả lên tiền, nhưng mà muốn developer, muốn làm lead của một nhóm thì cái đầu của anh chị là phải đầu của engineer,
tôi nhắc lại đấy. Ok, cái điểm thứ hai, sự khác biệt giữa software engineer và computation. Cái này hơi bị hay này, tôi nêu ra để gắn gì lưu ý này. Rồi, khi mà chúng ta học, đôi khi học công nghệ phần mềm, đôi khi quên mất cái này. Thì là ngồi mà không lên mà tôi thấy em phải, vì sao em phải học ba cái thứ lý thuyết rất là nặng nề, nào toán cấu cấp, nào là toán rời rạc, nào là cấu trúc dữ liệu. Bây giờ tôi cũng không, vì sao với công nghệ phần mềm của em là nghe nhau thế này mà. Đây là cái tôi phân biệt cho các bạn rõ. Một bên là computer science, được chưa? Thì là có cung cấp cho anh chị một nền tảng lý thuyết. Cái thứ hai, cung cấp cho anh chị một cái fundamental, tức là cái cơ sở đào tạo bài bản. Thứ nhất là cơ sở lý thuyết, cái hai là bài bản để các anh chị tiếp cận vấn đề một cách có căn có cứ. Nhớ này, nghĩa là các anh chị học cách thức làm sao tôi tổ chức dữ liệu, làm sao tôi viết giải thuật, và tôi viết giải thuật đó một cách hiệu quả, và cả phương pháp tỉnh của tôi cũng có được, tôi làm một cách có cũng cùng một loạt các phương tiện để chúng ta giải quyết vấn đề đó rất là cụ thể. Còn công nghệ phần mềm làm gì? Đây, tôi nhắc lại công nghệ phần mềm ngay tôi nói ban đầu, nó là gì? Nó là đi về quản lý cái sự phức tạp của phần mềm. Do đó khi mà đùng nhắc tới công nghệ phần mềm thì là chúng ta đang nhắc đến những cái vấn đề thực tế của quá trình làm phần mềm. Và mục tiêu của công nghệ phần mềm là làm sao ta đưa ra được một phần mềm hữu ích, có chất lượng. Đấy, nghĩa là công nghệ phần mềm nó sẽ đi làm việc với các vấn đề rất cụ thể để mà quản lý và sản xuất cho được cả phần mềm có chất lượng, phức tạp và hữu dụng. Đúng chưa? Do đó tại khi mà học công nghệ phần mềm thì cơ bản là chúng ta chỉ có phương pháp luận, cách thức làm này. Và đôi khi tôi lỡ đi cái chuyện thì nên tạo lý thuyết nằm bên dưới, nhưng mà tất cả mọi vấn đề người ta nêu ra đều có cơ sở lý thuyết. Nhưng mà cái mối quan hệ của hai ông này là sao đây? Đừng có nghĩ rằng là làm có nguyện mềm thì chúng ta quan tâm đến công phòng, mà tất cả chúng nó gắn liền với nhau. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ một cái ví dụ đi. Bây giờ cho tôi, cả anh chị cho tôi một cái suy nghĩ trong vòng một phút để đề xuất cho tôi một cái phần mềm. Và trong phần mềm đó, chọn cho tôi một cái chức năng. Và chúng ta ngồi để phân tích, để xem thử là cái công nghệ phần mềm nằm ở đâu, và khoa học máy tính nằm ở đâu, trong cái phần mềm đó, trong cái chức năng đó. Ok chưa? Một phút bắt đầu. Một phút. Để tôi, chúng ta sẽ cùng giải quyết cái vấn đề của mối quan hệ này. Bây giờ cả anh chị có nhóm chưa nhỉ? Có rồi thì. Rồi, bây giờ đại diện các cái nhóm nhé. Đại diện các cái nhóm, gọi là nhóm trường đó, phát biểu thôi trong cái vấn đề này, rồi chúng ta chốt một cái bài toán gì đó để chúng ta thử phân tích ra công nghệ phần mềm làm việc gì và cái khoa học máy tính cái gì dùng trong công nghệ phần mềm dùng như thế nào. Cho thêm phút nữa. Rồi, cho ý kiến tôi xem.
Nhóm thứ nhất, hay là đại diện trao đổi với nhau cho tôi một cái bài toán đi. Bây giờ chọn bài toán nào? Bây giờ chọn bài toán nào? Bài toán gần cả anh chị nhất ấy. Đừng có nghĩ xa vời ấy. Đừng có nghĩ xa vời, chọn một cái gì đó gần gũi nhất với cả anh chị, với cả anh chị hay dùng nhất. Sau đó phân tích cái vai trò công nghệ mềm nằm ở đâu, cái vai trò của học viện nằm ở đâu. Em nghĩ là mình thấy luôn cái app Trainees và cái app Zoom mà chúng ta đang dùng để học này. Trainees, cái app Zoom nữa. Cái Trainees này nó cũng chỉ dựa trên cái app Zoom thôi. Ok. Rồi, bây giờ tôi nói chuyện trang S và Zoom. Nếu trang hay là có cái ý khác, cho thêm ý kiến này xem nào, con Phương Nguyên khả năng học hay ho gần gũi với ta không? Em nghĩ là nên nói về cái Unikey, cái bộ gõ tiếng Việt của chúng ta ạ. Unikey. Bộ gõ tiếng Việt. Rồi, như vote đi. Nghĩ xa vời quá. Mỗi ngày cả anh chị mở phần mềm lên, cả anh chị dùng cái gì? Mở cái app lên, cả anh chị dùng cái gì? Mở cái điện thoại di động, cả anh chị dùng cái gì? Google, mà là Google dùng máy tính, Facebook. Đúng rồi đó. Đi đâu mà xa? Tổng Anh Quân. Hệ điều hành dùng cái gì đấy? Cả anh chị dùng app, dùng hệ điều hành đâu? Đúng không? Thì tôi anh chẳng có cả gì bật cái máy lên thôi. YouTube Việt xa đâu Bùi Đức Thắng nhé. Rồi, bây giờ tôi cho đoạn này trắng S là một, như ý kiến ban đầu của một bạn. Trắng S hay là Zoom. Cái thứ hai, Facebook. Cái thứ ba, Google Search. Ok, rồi. Chọn cái nào? Trắng S, bao nhiêu người giơ tay xem? Trắng S, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. 8 người. Facebook, hạ tay xuống hết đi. Rồi là đi, Facebook. Rồi được rồi, tạm thời thế. 19, 20. Google Search. Mười. Rồi, thế là Facebook thắng thế. Ok chưa? Ta chọn Facebook làm bài toán của ta. Đồng ý chưa? Rồi trong cái Facebook á nha. Trong Facebook tôi dùng cái chức năng nào? Đây, bây giờ chọn Facebook, sau đó chọn Facebook xong. Gì đó trang? Đồ thú trang, giống tay gì đấy? Nó nghe rồi, hạ tay xuống. Rồi, bây giờ dùng Facebook nha. Bây giờ Facebook là cái chức năng gì mà bạn hay dùng nhất? Đó là chức năng post đi. Post một status đúng không? Hay là post hình? Ok chưa? Post hình thì mình sẽ post cái gì? Như vậy Facebook là người dùng bình thường này, đừng có người sử dụng đầu cuối này, là có một cái XYZ nào đó đang sử dụng cái Facebook này đúng không? Đó là một cái cố hay một cầu này, đúng không? Rồi, post hình. Post hình là khi nó post một cái hình lên trên thì thông thường nó post cái gì? Nó post một cái hình. Đúng chứ? Sau đó nó làm cái gì nữa? Làm gì? Mô tả thêm về hình. Mô tả nó, đúng chứ? Description.
đó là động tác căn bản nhất của một post một cái hình lên trên. Rồi, đây là post hình lên, gõ vài chữ, enter. Post. Động tác có thể phát sinh ra là gì? Gì? Tag, đúng không? Có bạn hỏi đấy. Tag người quen. Tag bạn. Đúng chưa? Tag friend. Gì nữa? Cảm xúc. Gì nữa? Địa điểm. Check in, rồi ok, địa điểm đấy. Ừ. Hết chưa? Chế độ riêng tư, đặt chế độ. Đặt chế độ, đúng không? Share gì? Của mình post lên share cái gì? Share là khi nào người share, ta share. Đang nói chức năng post hình mà. Được chưa? Rồi, ngang đó. Nếu như xét về cái công nghệ phần mềm để mà post một cái hình lên thì nó liên quan gì bên này không? Cơ bản là không, đúng không? Đó là đặt cả cái công cụ máy tính. À, một cái công cụ có sẵn để là print ra, chọn một cái file ra, v.v. Đấy. Từ trên mẹ rộng nó có nhưng mà nó chưa rõ. Như vậy chúng ta chọn một cái hình, đồng ý chưa? Chúng ta chọn một cái hình, đúng nha. Rồi ta up lên. Sau khi chọn hình xong, ta gõ một vài dòng chữ. Đây là thao tác thôi, đúng không? Sau đó tôi post lên. Rồi tôi đặt chế độ. Rồi. Như vậy thì cái này, toàn bộ cái này nó nằm trong một cái post, đúng không? Thì post này có hình, có caption, tức là cái description ấy, và có chế độ, tức là cái view. Đúng chưa? Như vậy là tính là một cái post. Rồi cái post này nó liên quan đến gì nữa? Bạn bè, friend. Friend là một cái nhóm người, đúng không? Lại có liên quan. Đồng ý chứ? Có emotion không? Có. Post này có emotion. Emotion. Post này có location không? Cái post này có, nhưng mà cái hình này có location. Còn cái post này cũng có thể có location, đúng không? Đấy, hai cái location cạnh nhau. Rồi nhìn vào cái tổng thể của cái mà tôi vẽ trên bảng đó để thấy. Đó là cái tôi, như vậy là tôi, chúng ta đang nói chuyện để nói rõ bài toán ra. Thì cái cách cái mà chúng ta đang mô tả như thế này này, thì cái này là do cái ông công nghệ phần mềm ông làm. Hiểu chưa? Là chúng ta làm này giờ đấy, để phân tích bài toán nó tròn lửa. Rồi bây giờ cái nào là của bên ông này? Rồi tôi quay lại nha. Như vậy thì một bên là các, tôi nhắc lại đây, có một cái post, đúng không? Có logo hình, có description, có chế độ view, đúng không? Có cái location, có emotion. Hình này là có location, đúng không? Rồi post này là có liên quan đến bạn bè. Rồi bây giờ cái vấn đề của ta, cái lần cái này tôi nói rõ ra hành động của tôi, mỗi lần đưa lên thì tôi phải đưa ra như thế. Bây giờ cái để mà lưu trữ và tổ chức lưu trữ của cái này thì ta phải cần dùng cái gì? Tổ chức lưu trữ toàn bộ cái này thì ta cần cái gì? Hệ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu. Cái trên cái dữ liệu nữa là cái gì? Muốn cái gì đầy vào cái dữ liệu thì cái gì phải mô tả được thằng này này. Mô tả được cái post này là cái gì, có thuộc tính gì, đúng không? Đúng rồi, đó chính là cái cấu trúc dữ liệu. Muốn có cấu trúc dữ liệu thì cái gì phải có cái mô hình dữ liệu nào là phù hợp. Như vậy trong trường hợp này là chính là cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu. Trước khi cái gì đầy nó vào cơ sở dữ liệu để lưu trữ thì cái gì phải có cái này rồi. Đúng chưa?
cái loại mô hình dữ liệu nào mà giúp cho các anh chị thiết lập được quan hệ giữa đối tượng này và đối tượng khác, cái loại dữ liệu nào mà mô tả được các anh chị là một cái đối tượng như vậy là có cấu trúc là các thuộc tính như sau, đúng không? Cái hình này lúc này là đối tượng thôi, chẳng phải là một cái thuộc tính nữa, nó phải là quan hệ. Post này có hình, hình này có location, đúng không? Cái hình này có liên quan đến bạn bè không? Có không? Đó. Như vậy việc đầu tiên trong này gọi đó là cái mô hình dữ liệu phù hợp để tôi biểu diễn cái này, thì đó là vấn đề của khoa học máy tính giúp cho chúng ta lưu trữ thế nào, mô tả dữ liệu ra sao và dùng cấu trúc nào để mô tả, hiểu không? Thì trong trường hợp này ví dụ tôi dùng cái mô hình đô thị để tôi mô tả. Rồi bây giờ để xác định cái mối quan hệ giữa cái hình này với cái người bạn nào đó là tôi là một người nói chung, đúng không? Thì làm sao tôi có quan hệ tôi biết được? Ví dụ cái hình có chụp hình ba người ví dụ như thế, đúng không? Làm sao cái này nó biết được đây là ông A, đây là ông B và đây là ông C, làm sao biết được? Đấy, đúng rồi, đó là thuật toán để nhận diện khuôn mặt này. Đây cái này vào cái áp dụng một cái thuật toán, đúng không? Như thế là ta quay về 1, 2, đó là thuật toán. Thuật toán nào liên quan? Thuật toán thứ nhất là tôi nhìn thấy ngay thuật toán nhận diện khuôn mặt để đi tách ra là người, và người đây chính là cả cái đối tượng cụ thể của cái lớp này, đúng không? Rồi thuật toán nữa, thuật toán để tôi duyệt cái cấu trúc này, tôi đi từ đỉnh này qua đỉnh kia. Rồi thuật toán để tôi lưu trữ, thuật toán để tôi khai, tôi truy xuất. Đó. Thì như vậy là khi ta quay về vấn đề gốc lại, vấn đề là để mà triển khai được cái bài toán của ta đưa vào, thì chúng ta phải có một cái cấu trúc dữ liệu phù hợp, có cả cái giải thuật đến cấu trúc đó và có các giải thuật phát sinh đi kèm để tăng cường cả cái tính năng của hệ thống. Hiểu chưa? Hiểu không? Thì đó chính là cái mối quan hệ mà tôi nói đấy, đó là mối quan hệ giữa cái phần bên software là cái mà tôi đặt tả nó ra, tôi chưa nói chuyện sản xuất đó nha, đặt tả ra và cái bên cái khoa học tính nó giúp cho ta làm cái gì, giải thuật nhân diện khuôn mặt, cấu trúc dữ liệu nào, phương pháp nào, tính toán ra sao, nhân diện thế nào, xây dựng cả cái mạng neuron ra sao, vân vân. Thì ở đây còn cái bên này nó đối xử với cái chuyện làm sao tôi xây dựng, làm sao tôi bóc tách được cái chức năng của hệ thống, làm sao tôi mô tả được cái chức năng hệ thống, làm sao tôi thiết kế được cái cách thức để tôi giải quyết, thì đó là của con người mình. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi. Ok, đó thì đó là để thầy giải thích cho rõ, để khi mà chúng ta ngồi làm phần mềm thì chúng ta đừng có nói câu là tôi không cần khoa học máy tính, nhớ nha, tuyệt đối thì phần này là nó hoàn toàn là liên quan đến nhau. Nhưng mà khi chúng ta làm phần mềm thì chúng ta đang có cách thức tiếp cận khác, nhìn vào vấn đề cách thực tiễn rồi vấn đề thực tiễn nó được giải quyết ra sao tôi phải sử dụng nhé, sử dụng các cái kiến thức nền tảng về khoa học máy tính để giải quyết. Như vậy lý thuyết về khoa học máy tính nó chưa đủ để như là một cái công cụ để ta làm software engineering, điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng mà nó là cơ sở ý, cho cả vấn đề của chúng ta. Đó, đây là tôi nói cái chuyện là liên hệ thế này, còn thực ra phía sau nó để làm được những cái như là đưa ra giải pháp này, đưa ra quy trình nó, thì nó có quy tắc tối thiểu nhất là logic toán học được áp dụng để trong các cái mô hình xây dựng làm phần mềm. Còn đến đâu thì tôi giới thiệu đến đó. Ok chưa? Như vậy những cái khái niệm cơ bản như thế là cái gì nhớ giúp cho tôi này. Khi mà chúng ta học về công nghệ phần mềm thì tôi tạm thời phân ra ấy, theo một cái tài liệu của đại học CMU của Mỹ, thì nó phân của các cái khối lượng kiến thức của công nghệ phần mềm theo cả cái nhóm như trên. Cái nhóm này là cái nhóm mà chúng ta học từ hồi năm
1, 5, 2. Đúng không? Nào là cơ sở toán này. Đúng không? Nào là kiến trúc máy tính này. Nào là hệ điều hành này. Nào là cả ngôn ngữ lập trình này. Đúng không? Sau đó nâng cấp lên là cả cái giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Đúng chưa? Chúng ta đang bước vào cái giai đoạn cái khối lượng kiến thức thứ hai, là khối lượng kiến thức về kỹ thuật xây dựng phần mềm. Thì trong cái này chúng ta còn tập trung làm cái này cho tốt. Còn cái này trong quá trình làm đề đồ án, ba tập lớn của Vân thì cả anh chị tiếp tục làm gọi là software coding. Rồi sau đó cả anh chị sẽ có học một môn này vào năm sau, thì phải học kỳ 6 thì phải gọi là software testing. Rồi qua kinh nghiệm làm việc thực tế thì cả anh chị sẽ biết cách làm sao để tớ vận hành phần mềm, làm sao tớ bảo trì. Cái này lý thuyết nói thì dễ lắm, nhưng mà làm phải va chạm thực tế thì mới làm được cái này. Rồi sau đó tiếp tục, nếu ai đi vào chuyên ngành công nghệ phần mềm thì sẽ học thêm một số lượng kiến thức liên quan đến, ví dụ như quản lý quy định, quản lý dự án, quản lý rủi ro phần mềm, quản lý chất lượng phần mềm, quản lý cấu hình phần mềm, quản lý quy trình xây dựng phần mềm nhé. Cái này tôi sẽ nói giới thiệu các anh chị biết đấy. Thì đấy là những cái khối lượng kiến thức mà các anh chị sẽ phải tích lũy để mà làm cho ra được, nên sống cho được một công nghệ phần mềm, một kỹ sư phần mềm. Nữa thì cái thứ khối lượng kiến thức cuối cùng là khối lượng kiến thức mà cả anh chị gọi là được nâng cấp và được tăng cường lên, advanced. Đó là cả anh chị phải thấy được rằng là cái sản phẩm phần mềm của anh chị trong các lĩnh vực cụ thể thì nó ra làm sao. Ví dụ trong database thì cả anh chị đi giải quyết vấn đề gì, đó là vấn đề lưu trữ, đó là vấn đề hiệu năng, đó là vấn đề các mô hình. Thì tự nhiên tạo nó làm cái gì, nó giúp cho anh chị cái gì đó, tức là cái lớp cả cái bài toán nào thì ta dùng trí tuệ nhân tạo, học máy chẳng hạn, đúng không, data mining chẳng hạn, robot chẳng hạn, vân vân, nhận diện tiếng nói, nhận diện hình ảnh, nhận diện chữ, đúng không, giao tiếp người máy. Ví dụ trong quá trình làm phần mềm thì anh chị phải biết cách xây dựng một cái phương thức để làm sao cho người ta có cách tiếp cận dễ dàng với phần mềm mình sử dụng, dễ dàng làm sao xây dựng cái trải nghiệm người dùng, đúng không? Đó. Rồi cái này là liên quan đến cái lập trình kỹ thuật, cái này liên quan đến cái simulation, tức là mô phỏng. Ví dụ lắm bây giờ làm sao để cái gì lập trình mô phỏng chiếc xe ô tô lại đua xe cảm ơn cái gì, vừa xem cái công thức đua công thức một trên truyền hình đấy, trên thực tế ảo đấy, làm sao ta làm được cả hệ thống real time. Thì lúc này nó cứ đi sâu vào. Nhớ chứ, đó thì đó là cái khối lượng kiến thức mà tôi đang nói cái gì để cái gì thấy rằng là cái khối lượng kiến thức phải tích lũy để trở thành một kỹ sư công nghệ phần mềm là như thế. Nó không đơn giản giống như kiểu ra ngoài học Aptech. Và những cái kiến thức này ai đó ngồi trong lớp này mà muốn qua môn thì tôi không nói làm gì nhé. Mục tiêu như thế thì tôi sẽ không bàn. Mục tiêu mà tôi nhắc để cả anh chị ngồi trong lớp này là những mục tiêu cao hơn. Cái anh chị học đấy là cái cơ sở thôi. Cái gì tôi tiếp lưu tiếp và tiếp lưu tiếp là những cái phía sau. Ok. Rõ chưa? Vâng. Đó, thì để đó để cả anh chị hình dung một chút về cái kỹ thuật và con người của mình. Có gì hỏi không? Đối chiếu lại cái bài hôm ngay trước mà tôi trên bài anh chị UML này, UML này, xây dựng mô hình này, vân vân, thì cả anh chị thấy đó, thì có trên học phần mềm của mình nó không phải là đơn giản, đúng không? Cả anh chị phải tích lũy, cả anh chị phải tự học, cả anh chị phải tự làm nhiều thứ nữa, lên lớp là một phần nhỏ nhỏ thôi. Rồi, để dành vài câu hỏi cho cả anh chị, hỏi đi. Để tôi giải đáp. Cái vấn đề này rõ chưa? Có cần tôi phân tích như thế không? Ví dụ tôi lấy cái phần mềm trắng S đi, chẳng hạn ấy, lúc này có người bảo trắng S đầu tiên, ví dụ trắng S này. Bây giờ cái mối quan hệ giữa thử CM thì có mối quan hệ giữa hai ông này là thế nào? Các bạn có thể được không? Tức là phải một cách rất rõ ràng nhé, còn trên
Thì bên cái nền tảng dưới của công nghệ phần mềm là cũng học máy tính mà để nó xây dựng các logic thì nó nói chứ tôi chưa là gì tôi nói rõ ràng nó nói để tôi bóc tách ra được cái nào là chức năng với cái nào là yêu cầu và để giải quyết yêu cầu đó thì tôi cần kiến thức của học máy tính đó, tôi chỉ nói chuyện không nói cái gì cũng được dùng 5 phút suy nghĩ để tôi nói chuyện về dùng lúc này ai đi xúc về dùng nhỉ chúng ta lên xem bạn nào Trần Minh Hiệu ok hiệu rồi suy nghĩ 5 phút đi để trao đổi một chức năng nào đó của Zoom mà nó thể hiện rõ ràng ra cho chúng ta. Zoom hay là trang S Computer Science Software Engineering đó có ai gọi ý kiến được không hiệu thử xem nào bây giờ ta chọn chức năng được đi nếu mà chức năng thì thấy có khá là nhiều ví dụ như là chúng ta có thể chat này chúng ta có thể chia sẻ lại màn hình chia sẻ lại màn hình ạ rồi chia sẻ màn hình nếu mà được quyền thì chúng ta có thể record lại những cái màn hình của chính chúng ta để sau này xem lại ok bây giờ ta nói chuyện chatting hay là chia sẻ màn hình chức năng chia sẻ màn hình là bấm chọn đó đúng không thì cơ bản là gì một là chia sẻ màn hình có cái chức năng cơ bản nhất là gọi với nhau đấy đúng không không đúng không video call nó đơn giản cho rồi cho là dễ hiểu nhá video call ok video call
nếu ta phân tích thì ta sẽ có rất nhiều, ví dụ như trong trường hợp này thì nó sẽ hỗ trợ ví dụ như là người dùng free, đúng không? Dạ. Tức là không cần login, gọi là guest, đúng không? Thứ hai là người dùng phải login, đúng không? Dạ. Login user, rồi ví dụ như thế. Như vậy gọi tóm lại là user. Như vậy thì user mà user này này, đúng không? Mà có liên quan đến cái login thì nó phải có ID, đúng không? Mà user mà nó free tức là kiểu là không cần phải log phải đăng ký mà phải log in á thì nó có ID không? Mình có ID. Vẫn sẽ phải có. Đúng không? Cái ID này ID đồng, ID này ID tỉnh, nhưng mà cơ bản nó phải có ID. Đồng ý chưa? Vâng. À, như ví dụ như thế. Như vậy là user nó gồm là gì? Ví dụ một user nó gồm gì? Ít nhất là có ID đúng không? Đúng không? Nó có cái username, password nếu như cả anh chị muốn, đúng không? Nó có cái gì nữa? Họ tên, đúng không? Ví dụ như thế. Cơ bản. Rồi, để lưu trữ cái này tôi cần cái gì? Cũng là một hệ cơ sở dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu. Đầu tiên là cấu trúc dữ liệu đi, mô hình. Nhớ cho mình khoáng hóa nhất. Cố gắng tránh tối đa từ cơ sở dữ liệu, mà mình nói cái mô hình dữ liệu cái đã. Đúng không? Như là tôi có người sử dụng. Một cách chung chung có ID đúng không, có gì nữa ví dụ như vậy, không có ID. Sau đó cái người sử dụng này á nó có hai nhóm, là nhóm nhất là nhóm gì, là người dùng gọi là guest đúng không, guest có ID không, có đúng không. Thứ hai nữa là cái dùng register đúng không, tức là người có đăng ký, ok chưa. Thì trong cái này nó sẽ có phương thức gọi là tạo ID đúng không, cái này có ID không, có tạo không, cái này tạo một lần, cái này tạo nhiều lần, ví dụ như thế, đúng không? Đó. Vậy cái mô hình dữ liệu này là mô hình dữ liệu gì? Đó là tôi nói thôi, đúng không? Hai nhỏ người này. Cái mô hình này là mô hình dữ liệu gì? Thì ta phải căn cứ vào đây, tôi ngồi tôi phân tích có bao nhiêu mô hình dữ liệu ta đã học. Đúng không? Mô hình dữ liệu này, trong trường hợp này tôi dùng của mô hình dữ liệu từ nội tượng. Đồng ý không? Đó, như vậy để giải quyết cái vấn đề này của ta này, đúng không? Thì ta phải dùng kiến thức này. Ok chưa? Rồi. Cái thứ hai, để khi mà thực hiện một cuộc gọi là ta set up một cái kênh giữa hai bên. Đúng không? Một cái kênh. Kênh này thì cần kiến thức gì? Kiến thức về truyền thông. Đúng không? Communication. Tele nhá. Đó là màn, đó là socket. Đúng không? Để mà mở cái kênh này ra. Đó, như vậy kiến thức về cái này hát thì thực ra competition nó cái này nó hầm trong competition, nó nằm qua cái mạng truyền thông, nhưng mà nó là một phần lý thuyết, đúng chưa? Nhưng mà ít nhất là bây giờ tôi phải nói chuyện là khi mà tôi truyền đến cái đường trục này giữa hai người này, làm sao truyền được chất lượng HD được, làm sao truyền được an toàn được, ba vấn đề, đúng không? Như vậy rõ ràng có phải là nó thu cái hình của tôi ở đây là bằng cả cái thiết bị camera, mà muốn làm ra thiết bị camera là có cái kiến thức về quang học, đúng không? Ống kính rồi tôi chúng ta không bàn đến, nó chúng ta cơ bản chúng ta có cái công cụ để nó lấy cái camera để thu cái hình xuống. Nhưng mà để mà trao đổi giữa hai cái này này, giữa hai đầu này này, chúng ta có thể để nguyên hình đó chúng ta gửi đi được, mà chúng ta phải làm gì? Mã hóa, phải nén nó, mã hóa và nén. Nén là một cách thức mã hóa, nó cho dữ liệu nó bẻ lại, nó truyền qua bên kia, nó giải mã. Bởi vì đường truyền của mình là đường hạn chế, vì sao nó hoạt động đến 3G, đúng không? Vì sao vậy? Bởi vì do cái chất lượng nén dữ liệu nó tốt, nó truyền nhanh đi, bên kia nó xả ra. Như vậy đầu tiên là kỹ thuật nén hay là kỹ thuật mã hóa. Nén là một trường hợp đặc biệt của mã hóa, nhớ chưa? Cái nữa không sao nữa, vì sao an toàn? Bởi vì nó mã hóa đầu cuối, nghĩa là một cái text mà tôi trả các nhá, nhiều như bạn nói như đang trả đó, để cái thằng trung gian nó không đi vào được thảm mà được, bởi vì do nó mã hóa quá công khai ở ai đâu. Như vậy cái này là gì? Là khoa học máy tính, là mã hóa, đúng không? Mã hóa này, nén này, đúng không? Thì tất cả kiến thức này, kiến thức của khoa học máy tính nó bổ sung cho ta vào để ta làm cho được. Như vậy từ đầu tiên là dữ liệu, giải thuật mã hóa, giải thuật nén,
đôi giải hợp mã hóa và giải mã nén và giải nén, thì đó là những cái kiến thức đúng không, là rất căn bản để chúng ta làm thành một cái sản phẩm. Như vậy một bên là chúng ta đi phân tích ra cho được à nó cần cái gì đúng không cụ thể, còn bên này ta dùng kiến thức gì để bổ trợ cho ta để ta làm, hiểu chưa? Hiểu chưa mọi người? Đó thì đó là cái sự liên quan đấy, sự liên quan giữa khoa học máy tính và công nghệ phần mềm. Thì chúng ta đang đi làm cái việc đó, việc bên phải đầu tiên nhiều nhất, còn việc bên trái á, đến khi chúng ta bắt đầu đưa vào thiết kế và lập trình á, rồi chúng ta bắt đầu ngồi làm việc với nhau, là cái đội đó là đội nội bộ ta, đúng không? Đó. Để hình dung. Ok, xong rồi nhỉ? Hôm nay ngang đó là được rồi nhỉ? Toán hỏi gì thêm không? Bật tất cả các cam lên cho thầy xem. Rồi, bật lên hết để thầy xem. Đầu tiên là việc hoàn thành cái phân nhóm với cả gì hoàn thành sớm cho thầy nhé. Dạ thưa thầy, là em đã gửi danh sách nhóm cho thầy qua mail rồi ạ. Tức là cái mail lúc chiều mà em gửi cho thầy đó hả? À? Em gửi sáng rồi ạ. À từ tối hôm qua. Trang. Đấy hả? Dạ vâng ạ. Nhóm là bố Ngô Thị Trang đúng không? Vâng ạ. Rồi thầy nhận được rồi, ok. Thì sau khi có nhóm này rồi thì các bạn nhấn chọn suy nghĩ để chọn cái đề tài để làm. Đề tài không cần phải quá cao sang, nhưng mà đừng có quá đơn giản. Đề tài làm sao các bạn phải nói cho được cái ý tưởng mà mình muốn làm. Bởi vì cái ý tưởng để chúng ta cùng phân tích, cùng ngồi lại để chúng ta xem thử nó là cái gì. Khi mà các anh chị chọn đề tài thì các anh chị phải chọn cho cái đề tài đó nó phải nói thầy, nói cho tôi được, nghe được nó hay ở chỗ nào. Ví dụ có người bảo là em làm quản lý thư viện, chữ Đức Anh, cười gì đấy, ngồi chạc với nhau hả? Ngồi học offline cũng như online nha, không lốm côm là tôi cho ra khỏi lớp đấy. Sau khi hết lớp đó tôi muốn làm gì thì làm nhé, muốn chạc, muốn dơ, đua giỡn gì thì đua giỡn. Tôi nói khô là cổ các bạn còn lại im lặng để mà nghe, thì cầu phải tốn đồng đối với tốn đồng các bạn đấy. Từ khi mà chỉnh tốn cầu đúng đồng cầu. Rồi chưa? Tôi nhắc lại, làm cái tròn cái đề tài, tôi nhắc lại phải nói cho được cái điểm hay của cái đề tài của mình là cái gì. Dù các bạn muốn làm đề tài, ví dụ như tôi dễ mà cho có môn mà, ví dụ như là chọn đề tài về quản lý thư viện. Thì trước khi mà bạn làm quản lý thư viện thì các anh chị phải xác định cho tôi là quản lý thư viện là cái gì, nghiệp vụ của anh chị phải nắm nha, chứ không phải là ưa chọn là chọn đó nha. Quản lý thư viện là việc gì, quản lý thư viện làm theo chuẩn nào, và cái mà tôi làm nó hay ho chỗ nào. Thế rồi quản lý bán hàng gì, cái điểm hay của cái hệ thống của tôi thì so với hệ thống khác là gì. Cái này là tôi không phải làm để các anh chị trả bài cho tôi ấy, mà tôi các anh chị làm để tập tư duy, nhớ nhá, tập tư duy, tập nhìn nhận vấn đề. Có thể là cái vấn đề mình đặt ra như thế nào, chủ đi nếu đi cùng đến của con đường thì nó sẽ ra làm sao. Ok chưa? Yeah. Do đó cái cách thức chọn đề tài tôi nhắc lại, đừng có gì hoa ví quỷ, đừng có ưa chọn việc nhẹ nhàng ấy. Nếu chứ chọn việc nhẹ nhàng thì chắc chắn có điểm nóng cáo. Còn có ai không thì tôi sẽ hỏi tiếp. Có thể là cái gì xác định mình muốn học có ai không là do vào cái thể hiện nữa. Nhưng mà cơ bản khi chọn, tôi chỉ cần nhìn cả gì chọn đề tài, đặt vấn đề là tôi biết là cả gì học đến đâu rồi, cũng cần hỏi nhiều. Hiểu chưa? Ok. Yeah. Rồi như vậy lập trường là lập Trang là lập phó lập trường nha.
Bằng Trang đã gửi cho tôi rồi. Vâng, vấn đề còn lại từ đây đến cuối tuần sau là cố gắng bắt đầu suy nghĩ để chọn đề tài. Hết cuối tuần sau là cả gì chốt cái đề tài nhé. Cho đơn giản. Hết cuối tuần sau là chờ chốt đề tài. Ok chưa? Vâng ạ. Rồi, thôi nghỉ sớm nhé. Có ai hỏi gì không? Không. Rồi, ta nghỉ thôi nhé. Được thầy ạ. Một trên M đúng rồi. Như vậy là thi trừ đi phải trên bằng trừ một trên M. Nhân lấy x trừ x phải. Nếu thì giải hệ này ra thì được lưu trình thì được là x được cái y phải của nó y đúng không? Giờ giải tiếp rồi. Y trừ y phải đâu thầy? Đấy ra điểm B và x và y đúng không? Điểm này kia là x phải y phải là điểm B đúng không? Nên là điểm B và điểm B phải M và B cộng B phải trên 2 được quan trọng của nó chính là cộng x phải, nó đây là x cộng x phải luôn. Cộng x phải trên 2 từ đây suy ra được gì? Nếu mà cộng vào với nhau thì không được. Thế là nhân hai vế với M đi thì nhân M đúng rồi là M thì M thì là được là M đầu tiên M của nhân M M bên này thì nó sẽ thấy được là đây bằng M đây bằng M một hoặc là trở lên máu thì chúng ta sẽ thấy được là một hay là lên M như phải và là lên M như phải cầu lại một câu nữa là chúng ta là cái nó chia được đầu được từ đây là hai lần từ đây rồi nó cho hai bên đúng không hai bên mười hai em mở hai lần em mở như phải một bằng bước trên này bây giờ là đây là em mà phải vừa đầu tôi biết đây là hỏi nơi
Bằng CDM mới phải cho nên hai em bỏ đi thì bỏ đi phải mà bây giờ nó đang đấu tranh lên đi phải thì đúng rồi đi vào đi phải thì là bao nhiêu như vậy bằng m nhân x cộng x vậy nên là tiền thứ hai mình nghe từ đây như vậy mình nghe từ đây m nhân x cộng x vậy trên hai đây là cái từ giải y phải nhân x là x rồi là y phải nhân y nếu vậy là x thì mình em nhớ là nhóm x ra thì là đây là m đầu tiên chỉ tiêu hai thôi phải chia cho m đi đấy thế nào ở cái tân số chỉ tiêu hai đi mà chỉ tiêu hai đi rồi cái tân số rồi rồi cái này đi thế nào rồi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đừng em mới khỏi cái 2MY7 bên trên còn phải cộng thêm cái 2MG nữa thì cái này được bên trên này á dưới á, cái bên dưới á dưới đó vâng, cộng với 2MG nữa chứ đúng rồi, cộng 2MG đúng rồi, là thay vào thôi cũng một nhân cái lời từ đó nên mấy cái khoản nó đã cho nên là chúng ta cũng lấy được nó nên là cái là hai x thì khoản nên là chuyển với cái này bằng là x thì là bao nhiêu, x khoản là bao nhiêu, là bao nhiêu, là bao nhiêu. Bằng x để cho bằng 1 thì đem bằng cương này mới x bằng mới 1 trừ hay là gì để cho đem bằng cương nhân với 2 như nhân bằng như nó tổng hợp hai em màu và được nó một bản mới và số liệu đó từ như
Đây nó sẽ là ma trận mối xứng hợp huyết. Vòng 1 vòng 0 và thứ hai là vòng 11 là 0 là vòng 0 1 đây là ma trận nó chẳng quay nó chẳng là tự tiến đúng không, tức là một trận là mở ít nó nói nên là sẽ thấy được là là có thực hiện này thực hiện nhé, tức là tọa độ là thực hiện lên trên là t mà không là dù là quay trên góc dù là ma lấy đối xứng qua nhân lợi ích qua ích và chúng ta lại quay trở lại qua lấy thực hiện trở lại nói được điểm là đa ngang quang MM đã có chương trình mà bức khỏi như khỏi rồi rồi mình đây không là giờ mình đây là rồi nó là ba người được là nhân với em lấy người là hai đây là gốc trừ alpha nhân với t không trừ n nhân với mức như n hay nó vào nó tính được nó vào mới được điểm là hai hai của em một nó có thể nhân thế nhưng mà chẳng hai mai nó chuẩn được trước đúng không? Đây nhá, alo,
Để làm tiếp nhá. Cái gì ạ? Nếu xem câu này này. Thì còn cái tài liệu này cũng là tài liệu thì của Vương Văn Anh để kiểm tra trên mạng có. Vương Văn Anh nhé, đưa tài liệu này. Thì một là chúng ta thử tìm, nếu không có thì tôi gửi qua. Nghe qua driver nhé. Được, đúng rồi ạ. Được rồi, tìm ví dụ như là kỹ thuật đồ họa của Trịnh Văn Anh. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Thế thầy mở lại cái số giải chương trình ạ. Chương trình nào? Chương trình 27 ạ. Đâu rồi? Lấy này nhé. Đúng. Thế người cả hai này em đưa đội em trưởng. Hả? Hả sao? Thế cái này đội em trưởng thì vẫn trưởng lên hả? Rồi, bây giờ phải làm như này. Rồi từ giải như giờ là nhớ kiểu như này thôi. Nếu là cái phải bằng 2 em bằng đấy bằng 1. Nếu là thay vào thôi đây. Thấy được chưa? Nếu x thì phải bằng y phải bằng y mấy em mấy bằng 2 giờ. Y phải trừ đi bằng trừ 1 mấy em vào những bước bỏ phía x. Hai y phẩy cộng lại thì hai y phẩy cái này vẫn x ra ngoài này, x này xong cái này là x đây thì dấu trừ cộng này thì như này là x m này cộng với một cái m dương này, y phẩy lúc phẩy là đây này, m trừ đi một cái m với m dương này và cộng hai giờ chia hai vế cho hai thì nó ra được đâu bây giờ và được đâu biết ba nếu ra sẽ được là thay nó vào rồi ở chúng ta sẽ được là cái này thì bằng y trừ đến y phải đây là y phải bằng y trừ đến một cho nên là bước bảy thứ nhân hai cái nhưng mà được đấy như này vậy chúng ta sẽ thấy được là x m bị cơ cộng 1 x và đây là m x thì trên m thì bằng là 2 m trên được chuyển sang nhé, như vậy chúng ta sẽ được là anh nhân 2 vế với 2 m thì như vậy là cái này bằng 2 nhóm này là 2 MY đúng không? MY nhóm này là với M và đó cho nên là thấy X 7 2 M thấy M bị thương với X 7 được bằng 1 trừ đi M bị thương cái này là một đường em mở một đường lúc đầu đây là cộng như đây là em mở một đường cộng một lúc đầu cái này là và như vậy là chuyển sang đây là hai hai bốn một
Hồi này được chuyển sang vừa đây nó còn là một nó là một trừ một nữa mà nó còn nữa hai nữa một nữa là ức ở đây hai em đi ở đây là trừ hai em mà ngoài người ta nói cho nó ít bảy là một trừ em mà có hai em đi đối với em mà ngoài người này nói với mấy thứ tư là nó ít bảy thì ngày đi trừ đi thế là em ấy bằng với cái màn kia là chưa được đến đây em mà và nói cho em thấy được là biết phải bằng một em mà kia là em mà như như phải là hai em mà lúc là màn kia chỉ một ở trên này thì là hai em mà nó đến là hai giờ nhóm với lại người ra lưu tình thì nó ra một thứ là phần mà ngon mọi người xưa là đây là tức là đầu tiêu xin chào nhé alo dạ vâng ạ Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ.